phong cách cao gì cái già lên nó phân trình đường lên đến Uchiha. Dạo này chúng ta sẽ coi các thí sinh đầu tiên. Và chủ đề của cuộc thi đi đường lên đến Uchiha năm nay sẽ nói về Kakashi. Chi à, cái ghế này khó thế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ này trong cuộc thi đường lên đến Uchiha này chúng ta sẽ có các thí sinh đầu tiên chính là thí sinh Lương Gia Hân. Giới thiệu đi. Tôi khỏi đây. Giới thứ hai chính là Uchiha Lương Sơn Lo. Vậy đây là giám khảo uy tín nhất của chúng tôi. Xin giới thiệu giám khảo. Hiểu giám khảo Lương Gia Hân, chuyên gia về Scanty. Chào đê. Rồi. Còn bây giờ thì mời các thí sinh giới thiệu về mình. Riêng thí sinh Lương Gia Hân khó giới thiệu vì Gia Hân làm gì có biết giới thiệu đâu. Rồi, mời thí sinh Uchiha Lương Sơn Lo vui lòng giới thiệu. Xin chào các quý giám khảo và MC. Tôi tên là Uchiha Lương Sơn Lo. Uchiha miệng thúi. Phú Chi Bà Lương à, rất miệng thúi. Hôm nay tôi hồi lắm 22 tuổi. Sở thích của tôi là 12 tuổi, có 12 tuổi à. Năm nay tôi 12 tuổi và sở thích của tôi là quay vlog. Là Asgardi. Vâng, một cái giới thiệu rất sọc xí à. Rồi bây giờ chương trình chúng tôi xin được phép bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi xuất phát. Trong phần thi này, các thí sinh phải trả lời nhanh 5 câu hỏi về Scanty. Và những câu hỏi này sẽ rất thì ngoài những câu hỏi Scanty, chúng ta sẽ có những câu hỏi có dễ có khó. Và chúng tôi bây giờ xin bắt đầu với thí sinh Đường Gia Hân trước đi. Bây giờ Gia Hân chỉ có mỗi câu hỏi Gia Hân chỉ có 10 giây để trả lời. Bây giờ mời thí sinh Gia Hân trả lời câu hỏi. Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên như sau. Giám khảo Lương Gia Hân có tổng cộng bao nhiêu Scanty? Xin mời trả lời. 8 con gì? Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Scanty bây giờ đang còn là trên hot nữa hay không? Không. Đúng là như thế. Câu hỏi tiếp theo. Theo. 3 x 2 cộng 3 bằng mấy? 3 x 2 cộng 3 bằng mấy? 3 x 2 cộng 2 hả? Cộng 3. 3 x 2 5. 5. 4. 5 3. Bằng 5. Đó là bằng 9. Câu hỏi tiếp theo. Bằng 9. Đúng rồi, thì 3 nhân 2 là bằng 6. Cộng thêm 3 là bằng 9. Chứ còn gì nữa? Em chưa có học. Sao học sinh đâu? Câu hỏi tiếp theo. Xíu. Theo. 1 cộng 1. 1 cộng 1 nhân 2 bằng mấy? 1 cộng 1 nhân 2 bằng 4. Quan trọng chính xác. Và đây chính là phần thi của thí sinh Lương Thương Gia Hân. Mời thí sinh Lương Gia Hân leo qua bên để chúng tôi có thể hỏi ông. Leo qua bên để chúng tôi hỏi ông Lương Sơn. Hỏi anh Lương Phú Chi Ba. Ba miếng thúi à. Ba quá miếng thúi à. Dạ, bây giờ sẽ là phần thi của thí sinh Uchiha rất miếng thúi. Câu hỏi đầu tiên. Đất nước gì sang trọng nhất mà người nghèo không dám tới? Dubai. Rất chính xác. Câu thứ hai. 3 nhân 2. 3 nhân 2 cộng 3 cộng 6 bằng nhiêu? 3 4 3 2 1. Dạ, đáp án của chúng tôi là 3 nhân 2 bằng 6 cộng thêm 3. 6 cộng thêm 3 thì bằng 9, cộng thêm 6 thì là 6 thì là Sơn Lâm đã bị sai bởi vì quá lớp thời gian. Ê, chúng tôi nói thời gian. Uchiha đã bị sai. Đã lâu quá thời gian. Phần đó một câu trả lời quá sai thưa quý vị. Phần đó không vì đáp án này không có câu trả lời nên câu trả lời sẽ được tiết lộ phần cuối video. Câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 2. Ê, câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Đất nước nào rộng nhất thế giới? Đó là nước Nga. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng. Vậy đây là câu hỏi cuối cùng. Nước nào nhiều tiền nhất thế giới? Nước Mỹ. Chính xác. Vậy đây là... Nước nào cấm thiện tích? Ê, không được, tao làm hỏi. Câu hỏi cuối của... Và đây là câu hỏi đặc biệt. Điện thoại Redphone 5 hiện có bán ở Việt Nam hay không? Có. Có, nhưng chỉ bán trên website schannel.vn ạ. Ở vệ sinh của chấm em. Và đây là phần cuối cùng đã xong phần thi của Uchiha. Uchiha miệng thôi. À, rất miệng thôi. Vậy chúng tôi sẽ tổng kết số điểm. Nương Gia Hân. Được. Nương Gia Hân. Đi xin Nương Gia Hân được. Được. Ha, được 50 điểm. Vì mỗi câu hỏi 10 điểm mà. Và Uchiha Lương Xuân Lộc. Ha, Lương Xuân Lộc. À, rất miệng thúi. Chỉ có 40 điểm thôi. Cộng thêm với điểm câu hỏi phụ là 5 điểm. Còn 45 điểm. Điểm. Wow. Rồi, ok. Phòng 1 đã kết thúc. Và sau này chúng tôi sẽ đến với phòng 2. Vượt chướng ngại vật. Trong phòng 2 này, các thí sinh phải trả lời rất kỳ nhanh. Bởi vì chúng tôi sẽ hiện lên một màn hình. Và màn hình đó sẽ là gợi ý cho một cái câu hỏi. Và thí sinh nào trả lời nhanh nhất thì sẽ giành được 50 điểm cho một câu hỏi đó. Đó, và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu phần thi. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi sẽ là: điện thoại Redphone 5 có dung lượng RAM, có RAM bao nhiêu và ROM bao nhiêu? Xin mời các thí sinh vui lòng nhanh tay trả lời ạ. Nhanh nhanh tay trả lời. Không biết đâu trả lời. Thôi trả lời luôn đây. Đáp án là RAM 16GB và ROM 512GB. Để chúng tôi kiểm tra xem câu trả lời có đúng không nha. Vâng, và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Xác RAM 18. Án hoàn toàn gần đúng vì RAM của chó là 18GB và bộ nhớ 512GB ạ. À. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Theo. Chờ tí nha. Vậy đây là câu hỏi cho các thí sinh. Top 5 những câu nói hay nhất thế giới. Xin mời các thí sinh trả lời đi ạ. À. Ủa? Thí sinh Gia Hân đâu đi, đúng tiêu rồi. Thôi không nói thì trả lời gì. Đây. Thôi tôi xin trả lời. Con người hơn nhau không phải địa vị nào, không phải ở địa vị, không phải ở trình độ, không phải ở kinh tế, mà là hơn nhau ở cách sống. Vâng, câu trả lời. Câu trả lời gần như chính xác, bởi vì có câu hay, bởi vì chúng tôi vẫn không thể tìm được câu nói nào top 1. Rồi, mà trước chúng tôi coi lại là top 1 là cái câu nói ấy. Vậy đây là câu hỏi cuối cùng. Vậy là câu hỏi cuối cùng. Đây là câu hỏi. Nước nào nhỏ nhất thế giới? Xin mời các thí sinh vui lòng trả lời đi ạ. Câu trả lời của chúng tôi là đúng là Sri Lanka. Vâng, chúng tôi phát hiện ra. Vâng, chúng tôi vừa search Google vừa nãy và chúng tôi phát hiện đây chính là đáp án cực kỳ chính xác. Xin chúc mừng thí sinh Lương Xuân Lo. Hồi nãy con cái câu hỏi mà đầu tiên là câu hỏi rất phong năm là 50 điểm. Câu hỏi thứ hai là câu nói hay nhất là 50 điểm nữa là 100 điểm. Rồi câu hỏi này nữa là 150 điểm. Cộng với 45 điểm nữa thì sẽ là đó, thì câu đó thì anh đã đạt được 200. Được 195 điểm. Xin chúc mừng người chơi đương. Rồi xin chúc mừng người chơi. Chơi Uchiha rất miễn thôi. Yeah. Vâng, chúng tôi xin hỏi câu này tí nha. Thí sinh Lương Gia Hân đã mất tiêu hết rồi. Thí sinh Lương Gia Hân hiện tại là em nghĩ là Lương Gia Hân bỏ chỗ. Hân nó rút lui đi về hết rồi. Vâng, nhà số điểm của Lương Gia Hân. Em đây. Vâng, với thí sinh không vắng mặt, không xuất hiện thì số điểm đó sẽ bị
Phân và thí sinh Lương Gia Hân đã quay trở lại rồi. Rồi, chúng tôi xin phỏng vấn đi. Tại sao thí sinh Lương Gia Hân hồi nãy không trả lời? Tại vì em đâu có biết. Chờ tí. Vâng, chương trình tuần này chúng tôi xin kết thúc tại đây. Bởi vì chúng tôi không còn đủ thời gian để giới thiệu cho quý vị các câu hỏi nữa. Nhưng trong thời gian còn lại chương trình, chúng tôi xin công bố đáp án câu hỏi 3 × 2 = 3 + 5. 3 × 2 + 3 = 6. Nào, đã có đáp án rồi. Kết quả là bằng 15. Cảm ơn các quý vị đã theo dõi ở chương trình tuần này. Hẹn gặp lại. Ai? Con chi của em thì sao? Dạ. Còn đối với con chi của Gia Hân thì que trước ngon phải cái đi rồi rồi tập sau ngon que tiếp. Đây, thế chính là con là những con chi của Gia Hân này. Những cái con chi này chúng mình sẽ rõ hơn trong tập sau. Bởi vì tiếng chuông báo hiệu chương trình kết thúc chương trình đã phang lên. Cảm ơn tất cả quý vị đã hai thí sinh đã tham gia chương trình. Và tập sau chúng tôi sẽ hỏi là một tuần trôi qua đi như thế nào. Nào, cảm ơn các thí sinh đã tham gia và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Và nếu quý vị muốn chúng tôi làm tập sau thì hãy giúp kênh Sơn Linh Vlog đạt được 12.000. Thì nếu quý vị muốn chúng tôi làm tập sau thì quý vị hãy tiếp xúc với chúng tôi bằng cách like, share và subscribe cho kênh Sơn Linh Vlog để tập sau, để chúng tôi có thể thực hiện được tập sau của chương trình Đường Lên Đỉnh Uchiha.